Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Con lợn nào chả làm quản lý được hay chuyện làm quản lý của tôi. Bài viết được đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Charatech và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Ngày mới đi làm, nhìn các anh chị quản lý giỏi vãi, các anh chị ấy đúng là có gen lãnh đạo. Cha mẹ các anh chị ấy quả là may mắn khi có được những đứa con ưu tú như vậy. Chả bù cho mình, trông chả khác gì cái mặt lợn. Chắc là tại hồi nhỏ mấy đứa bạn nó hay gọi là hâm với ngây, nên là nó ăn lên mặt. Sau này chẳng hiểu hồng phúc thế nào mà em lại được làm quản lý. Làm một hồi thì mới hiểu, làm quản lý thì thằng mặt lợn nào rồi chả làm được. Dễ không ấy mà, để kể cho mà nghe. Đầu tiên, thì là các sếp rồi phải năng đi nhậu với các anh em cho nó keo sơn. Cái này thì dễ ẹc, em nhậu cũng không đến nỗi nào. Trừ vài lần nôn mửa say tại trận thì đa số đều rất là ok. Em được cái lúc tỉnh thì hơi bị điềm đạm, nhưng mà lúc say thì rất là ồn. Nói chung là văng đầy quán. Vợ em may cái là nó cũng hiền các bác ạ, cứ lễ phép xin phép nó trước là được. Lại nữa, làm sếp rồi thì phải tiếp khách, phải biết nói mấy câu xã giao con cáo ngao, phải biết tỏ ra nguy hiểm như cái bỉm. Có điều hơi phiền là tay em vừa lạnh vừa mồ hôi, nên lần nào chuẩn bị bắt tay cũng phải chùi vào đít quần cho nó khô chút mà chả ăn thua. Nhục nhất là đi nhậu, cơm no rượu say, ôm vai bá cổ như bạn thân từ kiếp trước. Các bạn lại cứ đòi đi tăng lọ tăng chai. Hồi đầu thì có biết đâu, hỏi thằng lái taxi, ngủ vãi. Bị lừa chặt chém mấy lần là có kinh nghiệm thôi các bác ạ. Cơ mà mấy vụ như kiểu khách rơi điện thoại trên taxi, với cả em quên laptop ở quán thì thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra, em vẫn chưa khắc phục được. Tiếp theo là việc đuổi người. Các khóa học quản lý toàn dạy làm sao để động viên nhân viên, còn cái quan trọng là đuổi những đứa không được việc thì chả ông đếch nào dạy. Anh em uống rượu chém chó với nhau mãi, giờ cho nghỉ sao khó khó là. Thôi thì chần chừ tìm cách nhét chỗ này chuyển chỗ kia, mãi không được đành đối mặt. Anh biết em rất cố gắng, nhưng sếp X bảo cho em nghỉ nên anh đành báo cho em. Hài, không phải tại anh mà là sếp X nha. Rồi còn chuyện tăng lương với chia thưởng cuối năm. Về lý thuyết thì cuối năm ngồi lại với từng người, đánh giá cái gì được, cái gì chưa được ở năm qua và kế hoạch năm tiếp. Về thực tế thì tóm lại là có tăng lương hay không, khốn nỗi công ty lại khống chế trần quỹ lương. Đứa này tăng thì đứa kia phải nhịn. Thế là đứa nào được tăng thì anh em nói chuyện vèo cái là xong, vui vẻ, cười hề hề. Còn đứa nào không tăng thì con cả con kê mãi không đi vào chủ đề chính. Bọn quần chúng quan sát rồi bảo chỉ cần xem thời gian nói chuyện lâu hay mau là biết tăng hay không tăng. Còn thưởng Tết thì năm có năm không, năm ít năm nhiều, mà nhiều hay ít thì cũng chẳng biết tại sao. Chỉ biết ở trển phân xuống một cục để chia cho anh em. Thích chia thế nào thì chia. Thôi ta nông cạn, chẳng biết tại sao, chỉ cần biết thế nào cho đỡ nhức đầu. Ban đầu thì cũng bày đặt làm công thức để chia. Khổ cái là theo công thức thì mấy đứa vớ vỉn lại cao, còn những đứa mình ưng lại có khi lại lẹt đẹt, chướng mắt vãi. Thôi thì lại ngồi chỉnh lại bằng tay hết, đứa nào bảo cảm tính là không tốt. Tào lao bí đao. Chia thì phải cảm tính. Còn nếu đứa nào thắc mắc thì ta mới đem công thức ra để giải thích. Thế đấy, làm quản lý dễ vãi, em làm răm 7 năm rồi, ngon lành cành đào. Bọn bên dưới vẫn đang nỗ lực ao ước để lên vị trí của em. Em bảo, chúng mày cứ cống hiến hết mình đi, đừng đòi hỏi gì. Cờ ắt sẽ đến tay, khi đó tha hồ mà phất. Thôi, em đi rửa đít cho con cái đã, không vợ nó lại chửi. Chúc các bác một năm mới ngon nghe. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!